Rồi, đây là cái quá trình mà em làm bảo dưỡng một máy DC70 về Thanh Hóa nha. Thì đang tiếp tục làm, tự em không có quay được lúc khách lửa máy. Đây là cái quá trình em đang hoàn thiện cho máy này. Thì trước đó là em sẽ làm bảo dưỡng, là mở ra hết, kiểm tra toàn bộ chỗ bên chị luôn. Đây, cái máy này cũng đã làm gần xong rồi. Hai lưới thay đồ hết. Mới hết luôn nha, đi nóng hết luôn nha. Rồi, bữa nay là em lắp cái hàm lên rồi ha, đang kiểm tra các nước đồ này nọ cho nó đã xong ngon lành hết là có thể bàn giao luôn. Đây dán tem mới là xong. Rồi, bây giờ em đã xong máy về Thanh Hóa nha, chuẩn bị bắt đầu lên máy luôn nha. Máy hoàn chỉnh hết trơn luôn rồi đó. Đây có bác chủ máy đây luôn ha. Rồi máy này em giao về Thanh Hóa nha quý anh chị. Bây giờ chuẩn bị sang qua cái xe lớn. Rồi chào bác luôn nha. Rồi máy ra cho quý anh chị. Thì xe lúc này em cũng có sẵn 24/7 nha. Máy làm xong nhìn quá đẹp luôn. Này DC70G có bồn chứa lúa 1200 kg. Anh em nào không có nhân công thì xài máy này là quá ok. Rồi ok luôn. Rồi xong, cảm ơn quý anh chị rất nhiều luôn nha. Chúc quý anh chị dồi dào sức khỏe. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105, mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình để máy dưỡng nha. Mình phía sau đây ha. Rồi máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đánh cắt máy, anh nghĩ chừng nào thì lấy chiếc đó ha.